tới giờ phát cơm từ thiện rồi nha quý vị và khán giả các bạn tại bệnh viện Tây Ninh. Đây là kho gạo của Mạnh Thường Quân, cứ ngày nào cũng cho vô mấy bao hết đồ ăn, bí, dầu, gạo rồi nè các bạn và quý vị ơi. Đúng không? Này trao, trao rồi có dầu ăn được lắm. Đây là cái phòng, để phát cơm cho những người còn phát cơm, nấu cơm luôn, nấu cơm vào mấy cái nồi này nè. Bếp này là để nấu thức ăn, nấu cơm, nấu nước, nấu cháo rồi luôn, nấu canh rồi. Này mấy mấy rổ gì như ta, ô phần này như ta? Không, cơm này nè. Cơm này tới trăm mấy rồi, bữa nói ra khoảng trăm cân. 100 rưỡi phần quà đi, phần cơm đi. 150 phần cơm. Giờ sẽ xẻo phát cơm nữa vậy anh. Đó, phát cơm từ thiện. À, chờ phát cơm nè nha quý vị và các bạn. Hậu cần tới luôn. Rau muống rồi, hậu cần, hậu qua rồi. Cứ mãi cái bình nhớt luôn. Mua mà nó kiểu lấy tiền. Nó lấy cũng không lấy nữa, kỳ quá, nó mua chỗ khác. Đấy. Tại vì mình đừng không có lạm dụng người ta. Mày còn 30. Này để dành nấu canh chua ha. À, nấu canh chua nè con. Có me rồi đó, me rồi nè. Xếp hàng đợi phát cơm quý vị và các bạn. Đỡ 50 mua đồ nè. Lấy người. Giờ tới giờ phát cơm. Cái này là canh củ hoa nè ha mọi người. Cô ơi, cô đi ngược đường, cô có đường đi ra, cô cho con xin cái đường đi ra đi. Có chữ đó, có chữ chiều đó, đó nè, chiều mình đọc. Đây có chữ mình đọc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Hết rồi luôn.